được Bảo theo đuổi bằng mọi thủ đoạn. Lan Anh không ngờ cuộc sống sau đám cưới của cô là chuỗi ngày sóng gió. Bảo, nó đòi cưới cô về bằng được, nhưng không ngờ bây giờ nó lại bỏ bê cô như vậy. Tuy nhiên, tồn tại ở nhà chồng lại không phải là điều quá khó khăn khi cô nắm trong tay một vật chứng vô giá. Ủa má, con nghe nói cái lắc tay này lúc trước là của má đúng không? Nhưng mà không phải là má tặng cho anh Bảo, mà là anh Bảo nhặt được cách đây 14 năm ở trước sân nhà mình đó má. Đón xem những diễn biến gây cấn tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Vua Bánh Mì 20 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1.